chào tất cả các bạn. Tất cả chúng ta đang sống trong một trong những mùa hanh khô và lạnh lẽo nhất ở trong năm. Mình thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên là mình không có cái cảm giác lạnh lẽo như các bạn ở ngoài miền Bắc. Tuy nhiên thì thời tiết hiện nay ở trong miền Nam cũng khá là hanh khô và ảnh hưởng rất nhiều đến làn da của tất cả mọi người. Và trong đó, một trong những làn da bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là làn da môi. Cho nên tất cả mọi người hãy chăm sóc, chú ý không những đến làn da mặt của mình, làn da tay mà đặc biệt còn phải da môi nữa nhé. Các bạn nên cố gắng tìm tòi và đầu tư cho mình một dạng kem hay là dạng sáp dưỡng môi tốt để mà mình có được một làn da môi mượt mà, đồng thời cũng đừng quên tẩy tế bào chết cho da môi để hạn chế những cái vết thâm và bong tróc không cần thiết nhé. Một làn da môi đẹp đẽ, xinh xắn sẽ giúp cho việc các bạn đánh son được tươi tắn hơn và màu cũng lên tốt hơn, đậm hơn. Thế thì cái sản phẩm dưỡng môi ngày hôm nay mình muốn đề cập đến đó là một sản phẩm dưỡng môi đang rất là đình đám ở Việt Nam trong khoảng thời gian vừa qua. Mình đã sử dụng sản phẩm này trong tầm khoảng một tháng trở lại gần đây và mình sử dụng liên tục. Mong muốn là có được một review chi tiết mang đến cho tất cả mọi người. Sản phẩm dưỡng môi mình muốn đề cập ngày hôm nay đó là của hãng Nux. Và em này đặc biệt tên là Rev de Mien. Thì mình không biết chữ Mien này có nghĩa là gì, nhưng mà theo như mình nhớ chữ Rev ở trong tiếng Pháp thì có nghĩa là giấc mơ. Một sản phẩm dưỡng môi giấc mơ. Ngay từ cái tên thì các bạn có thể đoán được đây là một nhãn hiệu của Pháp đúng không ạ? Và đây đúng là một nhãn hiệu của Pháp chuyên sản xuất các cái sản phẩm dưỡng da chứa thành phần tự nhiên thân thiện với người dùng và thân thiện cả với môi trường. Đây gọi là Ultra Nourishing Lip Balm, có nghĩa là dạng balm dưỡng môi mà cực kỳ ẩm mượt và thích hợp cho các bạn sử dụng vào mùa đông hoặc là vào ban đêm. Về thành phần của dạng dưỡng môi hũ Nux này thì chứa đến 78% là các thành phần tự nhiên, chủ yếu là các cái loại dầu như là dầu hạt nho và các cái loại chiết xuất đậu mỡ như là shea butter, và đặc biệt là chứa rất là nhiều mật ong. Thì tất cả đều là các thành phần tự nhiên, không mang đến kích ứng hay là khó chịu cho người dùng. Và đặc biệt thì sản phẩm này không hề chứa bất kỳ một chút dầu khoáng nào cả, petroleum jelly, và cũng không chứa paraben, có nghĩa là chất bảo quản, cho nên là hoàn toàn tự nhiên và thân thiện, có thể đáp ứng bất kỳ một vị khách khó lòng nào. Theo như mình tìm hiểu thì kem dưỡng môi của Nux có hai dạng, một dạng là hũ như thế này và một dạng là dưới dạng cây son. Thì hai cái texture của nó hơi khác nhau một chút. Dạng son thì nó dưới dạng như là chất rắn, mình không biết cái độ ẩm của nó đến như thế nào tại vì mình chưa có cơ hội để dùng qua. Nhưng mà đối với dạng hũ thì các bạn có thể thấy đây cũng là một dạng chất rắn dưới dạng là sáp bee wax rất là đậm đặc. Các bạn có thể thấy là mình trút đến như vậy mà bạn ấy không hề di chuyển. Mình có thể để ở trên tay cho các bạn thấy là cái texture của nó như thế nào. Thì nó là dạng chất rắn cực kỳ đậm đặc. Và ở đây lạ kỳ một chỗ là cái độ finish của nó là dạng lì. Thường thì các bạn thấy là lip balm thì lúc nào mình bôi lên môi nó cũng sẽ tạo một cái cảm giác bóng như là các bạn bôi một cái lớp dầu lên vậy. Nhưng mà đối với em Nux này thì cái độ finish của nó là dạng lì, rất là thích hợp cho các bạn mà không thích một cái độ finish bóng nhảy ở trên môi của mình. Về mùi hương thì em này mùi hương như kiểu có pha một chút xíu mật ong, nhưng mà mùi hương lớn nhất lấn áp em này đó là mùi hương của chanh, cam quýt, rất là dễ chịu và rất là tươi mát. Về cách sử dụng thì một số bạn đề nghị là kem này chỉ được nên sử dụng vào ban đêm hoặc là vào mùa đông khô nứt nẻ. Nhưng mà đối với mình thì mình sử dụng cả ban ngày và cả ban đêm luôn. Ban ngày thì mình sẽ áp dụng một cái lớp mỏng hơn so với ban đêm. Ban đêm thì mình sẽ áp dụng một lớp dày hơn. Và trước đây thì mình sử dụng Vaseline, cái dạng mà petroleum oil, thì mình cứ nghĩ là dạng đó đã rất là tốt rồi.
Nhưng mà sau khi mình sử dụng em này xong thì bây giờ mình vứt đi tất cả các loại Vaseline các kiểu của mình. Mình có thể chỉ giữ lại để sau này mà mình làm tẩy tế bào chết cho môi thôi. Nhưng mà em này, trước khi mà mình đi ngủ, mình apply một lớp khá là dày. Và đến buổi sáng thì môi mình vẫn rất là căng mọng, mướt và không cần apply lại bất kỳ một cái dạng kem dưỡng nào cả. Khác với cái loại Vaseline trước đây mình dùng thì trong ngay cả buổi tối trong quá trình mà mình ngủ á, thì mình cảm giác môi của mình cũng rất là khô, mình cứ phải apply đi apply lại. Nhưng mà đối với em này thì mình không cần dùng cái động tác đó bất kỳ lúc nào cả, mình chỉ cần sử dụng một lớp thôi thì em này có thể giữ lại thời gian khá là lâu. Ngay cả buổi sáng thì khi mà mình đi làm, trước khi mà mình đánh son thì mình cũng apply em này. Nhưng mà mình đánh một cái lớp mỏng thôi, tại vì nếu mà các bạn đánh dày quá thì khi mà các bạn đánh son lên thì nó sẽ trượt và nó không có bám lại được trên môi. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng cái lớp này ở phía dưới lớp son á, thì son của mình cả ngày rất là ẩm, rất là mượt và cực kỳ dễ chịu, môi mình lại mềm nữa chứ. Thỉnh thoảng thì môi của mình có những cái vết nứt và bong tróc, tại vì môi mình là thuộc dạng môi khô. Tuy là mình uống rất là nhiều nước, nhưng mà từ khi mà mình sử dụng em này thì cái hiện tượng bong tróc đó không hề quay trở lại. Và mình còn cảm giác màu môi của mình sáng hơn một chút, tức là nó đỡ bị ít thông hơn. Mình không biết chính xác là cái thành phần nào trong cái son dưỡng này nó có tác dụng làm giảm thâm môi, nhưng mà sau khi mà mình sử dụng thì mình cảm giác là cái màu môi của mình có sáng hơn một tẹo. Về giá cả thì đây là một dạng mình cũng không biết chính xác đây có phải là thuộc Rockstar của Pháp hay không, nhưng mà giá cả thì hơi chát hơn một tẹo so với các dạng khác như là Nivea hay là Vaseline. Mình mua hũ này là 15g với giá là tầm khoảng 250.000 đến 300.000 ở Việt Nam. Mình không biết chính xác là ở bên Pháp thì họ bán ở bên Pháp hay là ở bên châu Âu thì họ bán bao nhiêu. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình mua tầm 200 mấy đến 300.000. Tuy nhiên thì đối với cái dung lượng mà các bạn thấy ở đây là đến 15 gam lận và mình sử dụng miệt mài trong một tháng trời thì nó chỉ bơi có một tẹo này thôi. Cho nên là mình cảm thấy là nó rất là đáng đồng tiền. Và ngay cả cái packaging mà các bạn nhận được nữa, đây là dạng glass, dạng kính chứ không phải là dạng chai nhựa rẻ tiền như là một số loại kem dưỡng khác. Cho nên khi mà mình cầm cái hũ này trong tay thì mình rất là bất ngờ về cái packaging của nó, nhìn rất là chắc chắn và rất là sang trọng nữa. Nên tóm lại thì mình cảm thấy đây là một đầu tư rất là tốt, các bạn nên bỏ vào để chăm sóc dưỡng ẩm cho đôi môi của mình. Thay vì các bạn bỏ 100.000 mua những cái loại kem dưỡng môi khác, nó không mang lại một cái hiệu quả, nhưng mà các cái dạng đó các bạn cũng dùng rất là hết nhanh, đặc biệt là các cái dạng kem dưỡng son dưỡng mà bằng thỏi á, thì mình cảm thấy là xài rất là nhanh, mà cái dạng nó cũng cả 100.000 rồi, thì các bạn bỏ thêm một chút nữa để mua cái dạng dưỡng này của Nux, vừa tốt vừa giá không quá cao mà vừa có thể sử dụng trong một thời gian khá là lâu. Như thường lệ thì đến đây video chia sẻ của mình đã hết rồi. Mình hy vọng là các bạn có thể tìm thấy những cái thông tin hữu ích trong video của mình. Nếu như các bạn thích video của mình thì đừng quên bấm nút like ở bên dưới và subscribe cho kênh của mình nhé. Mình chúc mọi người ngày càng vui và mình hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye bye. Review về sản phẩm nước tẩy trang của Kose, một dòng sản phẩm của Nhật, và sản phẩm mình đang có ở đây là Softimo, dòng Deep, có nghĩa là tẩy trang rất là sạch và sâu.